Ok, chào mừng em trở lại channel của Minh Kiều nhá. Thì hôm nay tôi sẽ làm một tập cho anh em newbie. Một tập trở về quá khứ để ăn toàn bộ các cái quan cốt cũ của thời điểm hiện tại xem nó còn hoạt động hay là không anh em nhá. Và sẽ review thêm một chút về tính năng mới ở server chung cũng như là các cái hướng đi cho anh em newbie. Đi như thế nào để cho nó hiệu quả. Ok, let's go, chúng ta cùng vào đi xem vào story nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ chọn một cụm server mới này. Chúng ta xem chém giết nhiều quá, xem có tướng UR nhiều quá rồi. Thì rất nhiều anh em bảo tôi làm một series về cho newbie đi. Ok, hôm nay tôi sẽ giới thiệu con game Kho Báu Truyền Thuyết đến cho anh em nhá. Một con game One Piece thế hệ mới anh em ạ. Chúng ta cùng quay trở lại cái thời điểm bắt đầu con game Kho Báu Truyền Thuyết này nó ra đời nhá. Đây. Lúc vào chúng ta sẽ nhận được một thằng avatar lù cực kỳ khám bẩn này. Minh Kiều lần đầu tiên chơi Kho Báu Truyền Thuyết anh em nhá. Lần đầu tiên chơi Kho Báu Truyền Thuyết phiên bản Bình Dương. Đây, chúng ta sẽ đi làm nhanh nhiệm vụ nhá. A few moments later. Ok anh em. Cuối cùng chúng ta cũng đến được level 5 nhá. Sau khi đến level 5 nó sẽ không bắt chúng ta phải làm gì và này nọ đó. Bây giờ tôi sẽ đi nhập cốt này. Tôi sẽ đi nhập cốt xem những cái con cốt mà chúng ta mới đầu tham gia game này chúng ta sẽ nhận được những con gốt cốt gì nhá. Đây. Bây giờ tôi sẽ đi nhập cốt này. Đổi quà này. Mã quà anh em ơi. Cốt 1 là kho báu cái này cốt tân thủ 99 này. Đây xem nào. Chúng ta sẽ nhận được 100k Belly, 50k Kim Cương và 5 thẻ chiêu mộ cao cấp, 20 đá, tiến bậc. Thì tí tôi sẽ giải thích từng công dụng của các loại sau nhé. Đây, tiếp rồi, ăn cốt này. Live page 99 này. Đây, có 100 Kim Cương. EXP theo giờ này. 100k Belly và 10 thẻ cao cấp. Ôi, ngon phết anh em ạ. Càng nhầy, nhìn chung ngon server Âu đấy. Server chung thì tôi không biết có cốt không. Úi dồi ôi, một con Usopp 5 sao này. Úi dồi ôi, khét chưa. 200k Belly, 100 kim cương này. Khét đấy. 15 thẻ chiêu mộ cao cấp này. Úi 10 bè gỗ, 100k Belly. Ôi khét anh em ạ, khét nhá. Đây cốt tuần này, cốt này sẽ nhận hàng tuần ở trang kame.vn anh em nhá. Anh em nhớ tôi kame.vn hàng tuần sẽ nhận được một cốt tuần. Cho anh em tân thủ là chưa biết à. Cho những anh em tân thủ chưa biết nhá. Đây, cốt tuần đây, 200 kim cương, 1 thẻ chiêu mộ hàng giờ. Hình như tôi không nhầm là cốt mỗi tuần nó sẽ thay đổi khác nhau ấy, chứ nó không giống nhau đâu. 10 mảnh 5 sao này, 300k kim cương, 300k Belly và 1 thẻ cao cấp nha. Đây là lần đầu tiên tôi ở chơi ở server Việt Nam luôn. Đây là lần đầu tiên tôi chơi server Việt Nam anh em nhá. Tôi là bắt đầu chơi từ EU cơ. Miễn phí này. Đây, ở server Việt Nam có thêm một cái đua top lực chiến nữa. Cái đua top lực chiến nữa như thì theo báo về không nhầm ấy thì anh em phải nạp đến tầm VIP 8 thì phải. Tôi nhớ không nhầm là phải tầm VIP 8 thì anh em mới có thể giúp được vào 500k lực chiến này. Mà có nhiều anh em có thể có những cái mẹo chơi hay hơn là VIP 6, VIP 7 được rồi chẳng hạn. Thì nếu anh em biết những cái mẹo chơi đấy thì có thể comment ở dưới cái bình luận này cho anh em mới chơi có thể tham khảo nhá. Thêm một điều nữa là anh em nào mới chơi ấy thì có điều gì thắc mắc ấy thì hãy tham gia vào nhóm của Minh Kiều. Sẽ được những anh em trong con game Kho Báu Truyền Thuyết này chơi rất là lâu năm rồi. Nếu mà tôi bận thì anh em đó sẽ các anh em đó sẽ hỗ trợ anh em. Còn nếu mà tôi không bận thì tôi sẽ hỗ trợ anh em nhiệt tình nhất có thể nhá. Link tham gia group nhóm của Minh Kiều tôi sẽ để ở dưới cái bình luận này. Và thêm một cái nữa là có cái nạp đầu này. Anh em nạp bất kỳ xu nào anh em sẽ nhận được 5 cái con Zoro. 5 cái con Zoro này nhá. Thì tôi cuối clip tôi sẽ có một phần quà tặng cho anh em một cái thẻ để anh em nạp đầu này. Tham gia một trò chơi mini game của Minh Kiều xem hết cái clip này thì sẽ có cái một phần quà cho anh em tân thủ nhá. Bây giờ là tôi sẽ đi làm tiếp cái nhiệm vụ tân thủ để hoàn thành cái series tân thủ của em này anh em ơi. Đây. Tính năng khiêu chiến nhanh thì lúc đầu chúng ta có nên khiêu chiến nhanh không? Chúng ta nên khiêu chiến nhanh mắc kim cương cho tôi nha. Anh em tân thủ đừng tiếc kim cương thời gian đầu, chúng ta nên khiêu chiến nhanh và mắc kim cương.
cái thời điểm đầu là lên xả hết kim cương và khiêu chiến nhanh để lên cấp càng nhanh càng tốt anh em nhá. Lên cấp tối đa càng nhanh càng tốt, xả hết vào kim cương anh em, đừng có tiếc. Đừng tiếc một đồng kim cương nào cả. Chúng ta hãy xả hết vào kim cương và khiêu chiến nhanh nhá. Tôi nghĩ là ở bên EU cũng thế mà bên Việt Nam thì cũng vậy thôi. Chúng ta lên cấp càng nhanh càng tốt nhá. Ở cái giai đoạn đầu ít nhất là 25 ngày đầu nhá. Còn nếu 25 ngày sau chúng ta sẽ có cái cách chơi tùy cơ biến. Đây, phần thưởng quà 8 ngày đây, khá ngon. Ui, phần thưởng quà 8 ngày nhìn chung các server cũng giống nhau hết anh em ạ. EU thì cũng như này thôi. Nhưng được cái là bên Việt Nam là mình là nhiều cốt. Đây. Tiếp tục nha, tôi sẽ đi skip nhanh đoạn này này. Ok. Thì ở đây có những cái tính năng quan trọng như thế nào đây? Đấu xếp hạng này, 8 ngày mở này. Cái đấu xếp hạng này chỉ để đánh cho vui thôi nhá. Đấu xếp hạng liên server này chỉ đánh để cho vui này. Cái championship này cũng chỉ để đánh cho vui thôi. Phần thưởng cũng không có gì là quá quan trọng anh em ạ. Cái quan trọng tôi muốn nói đến là cái PVP đấu trường thế giới và cái quyết chiến thượng đỉnh đấy nhá. Đây chính là hai cái tính năng quan trọng nhất của con game này. PVP đấu trường thế giới và quyết chiến thượng đỉnh. Cả cái bè gỗ này thì cũng rất là dễ chơi thôi. Cái bè gỗ này cũng quan trọng nhưng mà dễ chơi. Hai cái tính năng này là hai tính năng khét nhất này, gắt nhất ở cái con game này. Đấm nhau PVP liên server anh em nhá. Bây giờ sẽ vào đi quay. Quay tướng được chưa nhỉ? Quay tướng rồi. Thì lúc đầu tiên chúng ta nên quay tướng gì? Lúc đầu tiên nó sẽ tặng cho chúng ta, sau khi chúng ta ăn đủ cốt ấy, cũng các kiểu con đà điểu. Xem là tôi đã lên level 10 này. Các kiểu con đà điểu ấy, thì chúng ta sẽ được 33 vé triệu hạng giờ. À nhầm, 33 vé 33 vé cái gì đây? Cao cấp, chơi một cao cấp anh em nhá. Thì đội hình đầu tiên chúng ta nên chơi là những cái con này này. Đây, hải tặc thì chúng ta nên chơi con Zoroano nha. Còn đâu bên hệ hải quân thì chúng ta nên chơi con Kuzan. Kuzan, hai con tướng mà đầu game chúng ta nên có. Đầu game chúng ta nên có để khỏe. Đầu game con Wano Zoro này cực kỳ khỏe nha. Bây giờ tôi sẽ đi test thử nhân phẩm của tôi xem con Wano Zoro có vào tay của tôi không. Let's go anh em này. Bộp. Ôi à, chắc chắn là giai đoạn đầu nó sẽ ra một con tướng vàng rồi. Đấy, cái đấy là chắc chắn. Kobe, để xem nhân phẩm của anh kêu ra. Úi dồi ôi, Don Flamingo anh em ạ, con này yếu lắm nhá. Con Don Flamingo này chỉ cho vào hàng chợ thôi. Hàng chợ thôi anh em ạ. Thuyền viên lông trắng lù. Kèo test nhân phẩm của anh kêu. Ok, tím ngắt người luôn. Sau những xe đi quay hàng 8-900 vé thì đây là một trong những quả kèo ngắt người của tôi, ra Don Flamingo. Nếu mà anh em nào mà không quay được ra con Zoro Wano đấy thì chúng ta nên lập nick mới và chơi lại nhá. Chúng ta nên lập nick mới và chơi lại, đến khi nào ra con Zoro Wano thì dừng anh em nhá. Đấy, không được rồi. Nịt rồi. Thế chính thức là nịt nhá. Cho anh em mới tinh chơi là chúng ta nên lập lại nick mới và ăn lại cốt lại từ đầu. Và quay đến khi nào ra con Zoro Wano thì thôi. Tôi nghĩ là quay khoảng chục tơn là sẽ ra đấy. Quay khoảng chục tơn vào là sẽ ra anh em ạ. Đây, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày các thứ này. Phải nói là con game này khá dễ chơi, đồ họa 3D nhá. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này. Đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nhá. Uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nhá, có quả kèo đĩa này hôm qua là tôi cũng đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nhá, bắn cá, các kiểu game hot, mini game rất nhiều này, sổ số 3D, poker. Và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 này đây. Ui dồi, hôm nay điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đô thật nhá, đô thật anh em này. Đổi ra được đô thật này. Đây, và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú với con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhé. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp của con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR Banking, Internet Banking, các kiểu con đà điểu anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức cái con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Được rồi. Đổi thưởng là có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã làm một củ vào rồi. Có thể rút được, đây anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em mà liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây,
Con quả này à, nó xem nào, cầu nào đây. Đang theo cầu tài à. Làm 50k vào xỉu nào. 50k vào xỉu để xem con kèo nhân phẩm của mình nào. Kết thúc, kết thúc. Cái gì? Ui giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi. Quá dễ chơi, thế là đã có một quả kèo cáp nạp rồi. Thôi, nhân phẩm test ở đây nhá. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này. Anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nhá. Nếu mà anh em muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Ok anh em, hiện tại là tôi đang ở server khựa anh em nhá. Thì server khựa nó đã ra trước khi vào tính năng mới ấy. Thì tôi muốn giới thiệu cho anh em quả kèo là đây. Server Việt Nam vừa mới ra con Luffy Gear 4 đúng không? Đây. Luffy Gear 4 đã chính thức nằm ở trong cái rương này rồi anh em ạ. Nó đã chính thức nằm trong cái rương UR này rồi. Thì anh em nông dân sau này cũng có thể trải nghiệm cái quả dưa, quả kèo Luffy Gear 4 siêu tướng này một cách đơn giản và không có gì khó khăn nhiều nhá. Chúng ta cứ tích hết lại rương UR, càng về sau tướng càng ngon. Thì con dưa trong cái rương này thời điểm hiện tại thì con Luffy Gear 4 là con đáng lấy nhất vì nó là con tướng kéo dài đến meta đến tận hiện tại. Còn đâu nếu mà anh em không chim nó kéo dài đến meta hiện tại thì đây. Top. Xem top ở bên server chung. Server chung là cái server mà gần với Việt Nam nhất, là cái server mà Việt Nam mua bản quyền về anh em nhá. Đây, Luffy Gear 4 top 1 chơi Luffy Gear 4 luôn. Cho anh em hiểu. Máu 5.220.000. Vì sao con Luffy Gear 4 nó lại khỏe như vậy mà nó lại kéo dài meta đến như vậy? Đơn giản thôi. Vì cái nội tại ulti của nó là đấm theo phần trăm máu anh em nhá. Đấm theo phần trăm máu. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Cái thứ hai là nó có xe sát thương cho tất cả các tướng DPS, là tướng công của chúng ta. Chính vì vậy, con Luffy Gear 4 nó kéo dài meta để cho đến tận bây giờ luôn. Nó kéo dài meta đến tận bây giờ, càng về sau lực chiến càng cao, máu càng trâu, con Luffy Gear 4 lại đấm càng đau anh em ạ. Chỉ đơn giản như thế thôi. Đây, anh em xem đi. Các top đầu họ đều chơi Gear 4 hết nhá. Đấy. Thôi, không làm mất thời gian anh em nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem review xem cái quả kèo bên EU Trung Quốc nó có cái tính năng mới gì đây. Nó đang có thêm một cái dòng nữa này anh em ơi. Để tôi dịch xem đây là cái dòng gì. Không có tính Trung Quốc không làm chúng ta thất vọng mà. Mặt ta cứ yêu mê này, không đọc được gì. Bầu trời đảo xóa ốc anh em nhá. Đây là tính năng xóa ốc. Đây. Tính năng xóa ốc anh em ạ. Chúng ta cùng nhìn nhá. Ôi giời ơi, xóa ốc gì nhìn những cái bãi shit thế này. Tính năng xóa ốc anh em ạ. Tính năng xóa ốc có cái gì? Đây. Sinh mệnh là máu rồi nhá, không dịch. Đây là tấn công này anh em ơi. Đây chính là tấn công này. Tấn công nhá. Cái xóa ốc này giúp chúng ta tăng tấn công và tăng sinh mệnh. Thế này lại tăng thêm máu rồi. Lại tăng thêm máu thì Luffy Gear 4 nó lại khỏe. Tôi chính thức tình văn cứng của Luffy Gear 4 anh em ạ. Cái ông Luffy Gear 5 này lại không đấm theo phần trăm máu, nó mới cày. Nó mới cày anh em ạ, nó mới cày mũi. Thế chính thế là nên là ông Gear 5 này sẽ rơi vào top 2. Tướng top 2 thôi ạ. Ông Gear 5 này nhá. Đây là ác cày chay ở bên xeo chung anh em ạ. Đây, tăng công và sinh mệnh. Thì cái con quả ốc này kiếm ở đâu? Thì tôi mới mò được là nó sẽ kiếm ở đây anh em ạ. Nó kiếm ở trong cái shop này này. Shop này có sò ốc các thứ này nhá này. Sò và ốc này. Còn review chi tiết nó kiếm ở đâu thì tôi sẽ nghiên cứu trong thời gian tới nhá. Tiếp theo, sau khi có cái quả sò ốc, cái sò ốc thì con nào cũng ép được hết anh em ạ. Đây này, tăng sinh mệnh, tăng máu cộng 10.000 này. Ui dồi, cộng 8 cho 3 này, khét tê nhỉ. Chúng ta có thể áp được sao lên nhá. Áp được sao lên này. Áp được sao lên. Thêm một tính năng mới nữa anh em ạ. Đây. Tính năng trang bị phụ. Đây người ta gọi là tính năng trang bị phụ. Thì trang bị phụ là cộng gì? Cộng máu, cộng tấn công. Và cộng thêm dòng phụ này. Dòng phụ này có cái gì? Đây mới chỉ là đồ cùi thôi anh em nhá. Dòng phụ này có cái gì? Đây, dòng phụ này. Không sao. Huyền ý tấn công có 32% xác suất tăng thêm lời nguyền của Hải Vương. Giảm 30% kéo dài hai hiệp đấy. Nó đại ý là có những cái dòng phụ là cực kỳ ngon anh em ạ. Để chúng ta cùng xem cái đồ mới này của bên các top người ta có cái dòng gì anh em nhá. Top 1 này. Đây xem con Zoro này. Đây. Ui dồi ôi. Máu cộng 252.000 anh em ạ. Khiếp thật khi mắc sao nhá. Mắc là 5 sao này. Tấn công cộng 14.000. Ui dồi. Lại cộng thêm này, 122.500 máu này. Sinh mệnh tăng 6% này, tấn công tăng 7.000 nữa này. Dòng phụ này. Cái gì đây? Cái gì đấy anh em ơi? Dòng phụ này là dòng phụ gì đây? Cuộc sống thiêng liêng này. Thánh tấn công này, sinh mệnh này, tấn công này. Ui.
cộng nhiều dòng ấy anh em ạ. Bảo sao bây giờ chúng nó lên được 14 triệu lực chiến rồi. Để xem cái dòng phụ nó cộng cái gì đây. Tấn công sát thương thế lực dựa trên 50% tấn công hiện tại và số lượng đủ rồi. Hai dòng phụ anh em ạ. Ghét thật sự. Để xem tiếp bố là bố tăng sách ma thuật này. Máu này, ui, tấn công này. Ui ôi. Robin súng này, súng hải tặc này. Ui toàn dòng phụ ngon thôi anh em ạ. Cái này sau này ở xe thì vớ vẩn nó sẽ ra ở xe ở Việt Nam sớm rồi đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là xe ở Việt Nam có hoàn toàn có thể mua bản quyền của Trung Quốc sớm và để ra thêm cái tính năng phụ này nhá. Ghét thật. Ủa Luffy kia for này. Ui Luffy kia for về sau nhá. Ui sồi ôi. Ôi cộng thêm máu này bảo sao. Nên là anh em, nếu mà anh em nào có theo dõi kênh của tôi đấy thì cứ chơi con kia for đi. Nhưng mà chơi như nào, không nên chơi vào thời điểm này. Thời điểm này các ông top ông đang đua rồi. Thời điểm về sau đây các anh em nông dân cày vào tầm trung nhá. Nông dân cày vào tầm trung là có thể đợi cho con Gear 4 nó update vào trong cái dương UD này mà chúng ta xả để lấy con Gear 4 nhá. Ui quá ngon luôn, này cho miễn phí luôn. Được, hướng đi này là giữ khách là ok đấy, ngon. Đấy, như vậy là toàn bộ về tính năng mới của cái con game khó chuẩn biết xem vào chung anh em nhá. Thì Việt Nam chắc chắn là cũng sẽ có thôi. Ok. Ok anh em. Sau khi review chiến thắng mới ở bên xem vào chung xong, bây giờ tôi sẽ đi biến hình team của tôi nhá. Thì lúc mới đầu chúng ta có thể chơi cái team như tôi vừa nói ở đầu clip đấy, là chơi con Zoro Wano, chơi con Kuzan. Sau này chúng ta sẽ nâng cấp thêm chơi con Luffy Wano, chơi con Katakuri, chơi con Rayza các thứ nhá. Cái nếu mà anh em thấy thích về CD mới này, tôi sẽ làm thêm về CD mới, anh em có thể comment ở dưới bình luận. Nếu mà anh em thấy cảm thấy thích về CD mới, tôi sẽ làm tiếp tục các tập 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn nếu mà anh em không thích, anh em thích xem những trận đấu đỉnh cao ấy, thì tôi sẽ chỉ làm CD mới này một tập thôi. Ok. Và bây giờ tôi sẽ đi test cái đội hình này sau khi biến hình nhá. Đây là đội hình tân thủ này. Đội hình tân thủ sau khi biến hình sẽ như thế nào anh em ơi, let's go. Boom. Ok, boom anh em ơi, đã biến hình thành công nhá. Biến hình thành công, bây giờ tôi sẽ đi test cái quả tim này. Quả tim khét nẹt trong truyền thuyết anh em ạ. Úi trời ơi. Thợ đóng tàu Frankie, bộ kỹ năng là thật sự là tôi từ bé là 50 đời chưa chơi quả kèo tướng 3 sao này nào anh em ạ. Hôm nay thứ 7 test đi quả kèo fun for fun anh em nhá. Kèo for fun này. Úi giời. HP tăng 10%, công tăng 5%. Thảo dược chopper nghiền hồi phục 5 rồi HP khẹt nha. Úi giời ơi. Yaku Pantoho này. Mới con level 1 thôi. Nhà ép lên level 3 bây giờ lại gây rồi. Gây cho kẻ địch có HP thấp nhất này. Ok. Quá khét anh em ạ. Lù này. Úi giời, băng mũ rơm luôn nha. Test cả băng mũ rơm luôn cho anh em xem. Ý anh em ơi. Đây. Nguyên băng mũ rơm. À. Băng mũ rơm VS với cả hàng thâu 6 time skip nha. Úi giời ơi, chết luôn. Úi giời ơi, Yaku Pantoho. Không đùa được đâu nhá. Úi giời. Úi giời ơi. Úi giời ơi, được chưa? Giời ơi. Khẹt chưa? Băng mũ đơm này là băng mũ đơm ở Bình Dương anh em nhá. Úi giời ơi. Quá khét đẹp luôn. Có kéo. Ấy à, này thì Zoro Wano của mấy anh này. Không biết băng mũ đơm phải đến từ Bình Dương à? À đô đốc đúng không? Có phải ngày xưa chúng mày bắt đạt tao ở Sabody không? Có phải ngày xưa mày bắt nạt bọn tao ở Sabody không? Ăn một chảo nướng của anh ba. Ua. Sợ nhờ. Băng mũ rơm đến từ Bình Dương. Ua ôi, đánh nhau Katakuri luôn. Ui. Một chém rồi chết luôn Katakuri anh em mày. Ui ôi, khẹt thế nhỉ. Băng mũ rơm, nhưng mà băng mũ rơm mày đến từ Bình Dương anh em ạ. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi. Ui ôi. Đây là chỉ là một clip vui vui vẻ hài hước thôi nhá. Anh em không nên học theo cái quả team Bình Dương này của tôi nhá. Đây là team Bình Dương mang chôn cho anh em vui thôi. Ui giời, hồi 130k máu. Ui giời. Ui Sekando luôn. Bật gear 2 luôn anh em ơi. Làm body soto. Úi trời ơi, anh em hồi đây không phải máy đâu nhá, đây là tôi đấy. Đây là Minh Kiều đến từ Bình Dương anh em nhá. Đây là Minh Kiều phiên bản Bình Dương anh em ơi. Úi trời ơi. Tét cái quả tim Bình Dương này khét quá anh em ạ. Tứ Hoàng Rayleigh à? Tứ Hoàng Rayleigh à? Ô Tatsumaki hả? Chúng mày sau tham skip này. Ôi toàn chiến với đô đốc thôi. Hai đô đốc luôn. Đánh nhau với hai đô đốc anh em ạ. Ô ui à, Luffy Wano gặp Luffy nông dân gần đứt. Đấm được quả 20 chảy máu.
cả cát Pantoho này, ui dù ôi, chấm 600k. Ui trời, ui em ơi. Rồi, xem nào, sư phụ của Luffy nào. Ui trời, dù Luffy chém chỉ được đi. Anh bà. Ui trời ơi, chết luôn Fujitora nha. Không đùa đâu. Bật Gear 2 này, ui trời. Không đùa là mới băng mũ rơm đâu anh em nha. Nghiêm cấm học theo nha. Đây chỉ là băng mũ rơm của tôi đến từ Bình Dương thôi. Đây chỉ là băng mũ rơm đến từ Bình Dương thôi anh em ạ. Chúng ta nên chơi những băng mũ rơm đến từ Bình Thạnh nha. Dồi ôi, đấm vào 400k. Ui dồi ôi, khét. Khá khét đây anh em ạ. Mang cái băng mũ rơm này đánh nhau phê. Tí vào tôi đánh quả xếp hạng server anh em ạ. Tí không kia, mấy ông kia ông thua quả kèo. Đây. Bây giờ tôi thử vào mang vào bem đánh trong arena anh em ạ. Tí ông soi lịch sử bảo mẹ. Đây. Đánh ông này nhá. Tấn công này. Bỏ hết team Nguyên Xịn ra cho team Bình Dương vào anh em ơi. Cho team đến từ Bình Dương vào nhá. Trận hình này. Nhầm. Anh ba Sanji đâu à? Anh ba Sanji của tôi đâu đó. Anh ba Sanji Bình Dương rồi. Đây. Xúc ông này. Tí ông này ông thua ông ấy. Ông ấy quay ra lịch sử bảo ui mẹ thua thì Bình Dương anh em ạ. Tiếng xoay lịch sử ông bảo mẹ thua thì Bình Dương ạ. Khét quá. Sau bao nhiêu ngày đánh toàn những cái team gọi là đẳng cấp thế giới thì hôm nay chúng ta được xem một quả kèo Bình Dương gọi là quá khắm bẩn. Anh em thích gì một like một kênh. Nếu mà anh em thích xem những quả kèo khám bẩn, tôi sẽ siêu tầm rất nhiều quả kèo khám bẩn và tôi lên ý tưởng làm những quả kèo khám bẩn cho anh em xem nhá. Cực kỳ hay luôn. Đây là Luffy Wano nhưng mà đến từ Luffy nhưng mà đến từ Bình Dương. Úi giời ơi, 400 mấy k nha, level mới có 100 thôi. Úi giời ơi, trời ơi. Đùa với team Bình Dương à? Nam Body Soto này. Nướng hết đội kia. Lên kích luôn. Ui bị chặn hồi máu anh em ạ. Bị chặn hồi máu đến từ thằng bật Gear 2 luôn. Anh em làm sao đã nhìn thấy quả kèo Gear 2 này đến từ các người chơi khác. Anh em nhìn Luffy bật Gear 2 vào chưa? Chưa rồi anh em nhìn thấy Luffy bật Gear 2 đúng không? Anh em chỉ nhìn thấy Luffy bật Gear 3, Gear 4 thôi. Gear 3, Gear 4 quá rồi. Ở trong con game này nhá. Gear 3, Gear 4, Gear 5 là có hết rồi. Mỗi Gear 2 này chưa nhìn thấy rồi. Tôi chưa nhìn Gear 2. Anh em nhìn chưa, tôi không biết, tôi chưa nhìn Gear 2 nhá. Chính thức hôm nay tôi mới nhìn Gear 2 này. Đúng quả kèo Bình Dương luôn. Khẹt nẹt luôn anh em ạ. Ây dạy ơi. Quá khắm bẩn. Đây rồi, ông này 1 triệu năm. 1 triệu năm Katakuri à. Bế đi luôn. Katakuri à. Katakuri mà. Thế hồi ấy là Katakuri đang đánh nhau với Luffy Wano anh em ạ. Thì gặp Luffy Bình Dương của tôi xem có chết không. Gặp Luffy Bình Dương xem Katakuri có bị bế đi không này. Luffy Bình Dương bế Katakuri đi này. ICG 209k này. Cả Cat Bento 512k. Úi xời. Katakuri đi luôn rồi anh em ạ. Ui dồi ôi. Team Bình Dương nhìn chung là cũng ác đấy nhỉ. Cũng khét anh em ạ. Team Giác Secando này. Nambari Soto. Úi dồi ôi, hồi sinh với tao này. Tuột xích luôn anh em ạ. Tuột con nhà bà xích luôn. Bộ kỹ năng của băng mũ rơm thời nguyên thủy đấy nhá. Chưa một ông nào lên kênh, chưa một clip nào anh em được xem quả bộ kỹ năng này. Và cũng anh em cũng chưa từng chơi luôn. Cho nó nhanh. Rất nhiều anh em mất tuổi thơ về cái con game này. Anh em Baro mất tuổi thơ về con game này vì anh em đã skip mất cái bộ kỹ năng của những người chơi băng mũ rơm này nhá. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên bot là đánh thôi. Mà chưa vào quả kèo thực chiến nữa, nó khắm bẩn như anh em ạ. Úi xồi ôi. Ulti của Luffy mũ rơm mà nó bật Gear 2 à. Trông trẻ trâu này làm sao mà đã bật được Gear 2 nhỉ. Khét thế nhỉ. Frankie 2 đấm. Ôi, hồi sinh này. Tuột xích. Ok anh em. Như vậy là series team Bình Dương của tôi đến đây là kết thúc nha. Bây giờ tôi sẽ phát cho anh em một cái
Bây giờ tôi sẽ làm một cái event, phát cho anh em một cái thẻ để anh em lắp đầu nhá. Cho anh em là may mắn là cho những em mới chơi để lắp đầu này. Bây giờ tôi sẽ đi ra câu hỏi em nhá. Let's go. Ok nha, như vậy là clip của tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em thấy nếu mà anh em thấy thích về những series mới thì có thể comment ở dưới video, tôi sẽ làm thêm nhiều series mới cho anh em. Còn nếu anh em thích về những series nào, anh em có thể comment ở bên dưới, tôi sẽ làm cho anh em theo số đông nha. Ok, cảm ơn, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một cuối tuần vui vẻ bên gia đình, người thân. Bye bye.